Rồi thầy giảng ha. Rồi hôm nay thầy chỉnh lại chút xíu là thầy sẽ giảng cái ý mở rộng. Thầy sẽ giảng cho các bạn biết về cái ý mở rộng mà thầy ghi bên trên. Rồi sau đó về các bạn sẽ viết lại. Giờ sau đó về các bạn sẽ viết thêm chứ quên, viết thêm cái một cái bài hoàn chỉnh bên cạnh cái bài mà các bạn học rồi đúng không? Bên cạnh cái bài trong tuần là các bạn học. Là nó mình có sẵn bài rồi, mình dựa theo ý mà mình đổi từ hoặc là mình bổ sung thêm là được ha, là cái bài hoàn chỉnh của mình. Rồi thì tính hôm nay là thầy giảng cái phần từ vựng nâng cao ở bên dưới ha, tuy nhiên là thầy thầy mới coi lại thầy hoàn chỉnh nữa, cho nên là hôm nay cho nên bây giờ là thầy với lại thứ ba là mình còn học cái tiết viết nữa đúng không, là mình sẽ làm cái phần từ vựng nâng cao. Cho nên hôm nay là thầy sẽ dành thời gian là thầy giảng cái ý mở rộng. Thầy sẽ giảng một số ý cho các bạn nắm cái ý đó, và về là các bạn sẽ thử viết thêm một bài nữa. Các bạn sẽ thử viết thêm một bài nữa dựa theo cái ý mở rộng ha. Thì cứ viết đi, cứ viết theo năng lực của mình. Thì ở đây nó sẽ là cái hướng, cũng là cái cách và cái hướng để cho các bạn thử sức ấy. Thử sức các bạn tự làm một bài riêng bên cạnh cái bài chính hoàn chỉnh bên trên. Tuy nhiên thì cái này đã có sẵn ý rồi và các bạn, thay vì ở bên bài hoàn chỉnh của mình là mình có một ý thôi đúng không, mình có một ý mình đổi chữ thôi, nhưng mà ở dưới đây mỗi bước lập luận là có một. Rồi một cái ví dụ thì là có một cái nhưng mà bên dưới thì cái phần mở rộng các bạn thấy đó không, nghĩa là lý do và ví dụ nó sẽ rất nhiều, thì các bạn cũng có thể áp dụng giống như là cách viết bên trên thôi. Các bạn sẽ đưa ra vài cái giải thích rồi lấy một vài cái giải thích bên dưới kèm giờ cái ví dụ có sẵn của nó luôn đó. Rồi các bạn thử viết một bài riêng ha. Thì thầy cũng có bổ sung một cái body 2. Đúng là hồi nãy là bên thầy số điện thầy còn đang bổ sung nữa, nhưng mà số điện cũng 2 tiếng mấy một hồi ra là chưa có kịp làm thêm. Này, có bổ sung body 2 đó là các bạn cũng biết rồi đúng không? Lý do và ví dụ cho việc là không làm việc tiếp này. Thì hôm nay là thầy chỉ giảng cái phần lý do ví dụ để về các bạn ráp thành một bài ha. Y chang bên trên luôn, mình sẽ làm đúng cái form bài bên trên luôn. Là cái hai cái body các bạn đưa ra là ý chính rồi giải thích ở kèm cái ví dụ, thì có thể là các bạn chỉ cần một cái ý chính thôi rồi các bạn sẽ đưa ra 2 3 cái giải thích cũng được, rồi kèm ra 2 3 ví dụ đơn giản ha. Còn những cái câu phản biện hậu quả nếu như người cái hậu quả này thì để từ từ thời gian tới, tại vì mình chưa học cái phần phản biện, mình chỉ học cái lý do và giải thích thôi, cho nên là thầy sẽ đi cái đó trước. Với lại hôm nay thầy coi là các bạn mình có các bạn nâng cao hôm nay không có chắc có một bạn giỏi lắm mà sao mà thấy không, thì thôi đang các bạn có phạm vi trung bình thì thầy giảng theo cái mức này trước ha. Nói trung bình thì chứ thực ra nó cũng giống như nâng cao luôn rồi chứ không có trung bình đâu, phù hợp với phần thi ha. Còn cái nâng cao của thầy viết bên dưới là nó còn nâng nữa, chủ yếu là cái phần dưới là chỉ lấy từ vựng thôi và những cái chuyên sâu chứ thôi, chứ cái đi thi các bạn lấy như đây là dư điểm luôn, thậm chí dư điểm 7 luôn thiệt mà các bạn, thì cầm điểm hết rồi. Còn lại là các bạn ráp lại để thầy coi các bạn viết như thế nào nhé. Tại dù sao là thứ ba là mình sẽ quay vẫn học tiếp bài này, mà mình sẽ học về cái phần từ vựng, học thêm cái phần từ vựng, rồi nếu kịp là mình sẽ học thêm cái bài này nữa, cái bài mà của bài giám khảo này hôm qua thầy nói là trúng á, thấy chưa. Rồi còn mấy cái bài mấy cái câu hỏi mà hôm qua thầy có đưa cho các bạn coi luôn đó, là cái đó còn cái đó nữa nha, chưa có xong. Thì đương nhiên cái đó đợi để thầy gợi ý, thì thầy sẽ các bài là nó chung đề hoặc chung chủ đề là thầy sẽ gợi ý cho các bạn làm y hệt với nhau luôn, ý là y hệt từ cách lập luận cho đến ý tưởng và từ vựng. Tuy nhiên thì vẫn sẽ có những cái khác thì các bạn thử sức làm khác nha. Là nói chung là cứ theo thầy hướng dẫn là các bạn sẽ tự làm được hết á, quan trọng là kiến thức thôi.
Rồi, kiến thức về ý tưởng và từ vựng. Rồi bây giờ thầy sẽ giảng bài này theo kiểu mở rộng ý tưởng và từ vựng nha. Rồi các bạn coi đây, bắt đầu ha. Thì thầy nhắc là hôm nay là thầy giảng cho các bạn nắm về, bắt đầu các bạn viết viết thử ha, không không cần viết trên lớp đâu. Bên đây mình đọc nâng cao cho nên là đúng là bên đây học nâng cao cho nên mình sẽ học nhanh, mình sẽ học nhiều và nhanh so với trong tuần là mình học từ từ à. Còn bạn nào yếu thì đương nhiên cuối tuần sẽ rất là từ từ. Bạn nào xuyên học hết sẽ mau, rất là giỏi, nhớ nha. Rồi bây giờ thầy vô giảng nha. Rồi thầy giảng ha. Rồi thầy đọc lại cái đề là một số người tin rằng là người lớn tuổi nên tiếp tục làm việc nếu như họ có thể làm, và mình đồng ý hay không đồng ý với điều này. À, nó hỏi mình đồng ý hay không đồng ý với điều này. Thì như các bạn học trong tuần hay nó cụ thể nó mới học hôm qua luôn thì cũng biết rồi.
Còn bạn nào cuối tuần thì thứ bảy chủ nhật này học ha. Thì làm bài này mình cũng sẽ, các bạn có thể chọn là theo một hướng hay hai hướng cũng được. Tuy nhiên thì đối với thầy, thầy vẫn sẽ bài và thậm chí là ý mở rộng thì làm theo hai hướng. Thì dựa theo đó các bạn có thể viết một hướng hay hướng đều được nhé. Nhưng mà thì thầy mới có hướng dẫn các bạn là theo một hướng thôi đúng không? À, theo hai hướng đúng không? Còn cái mà theo một hướng thì nó sẽ khó, thường là khó viết hơn hai hướng. Thì cái đó thầy sẽ có cái bài cụ thể, thầy hướng dẫn rồi sau đó các bạn sẽ nắm được các một hướng lập luận nó tốt hơn nhé. Nhưng mà nói gì nói quan trọng là giám khảo sẽ chấm theo cách viết của các bạn và ký tưởng cái câu trả lời của các bạn, và từ đó các bạn và chứng minh của các bạn như thế nào, quan trọng là cách mình làm đó ha. Vì vậy là cái hướng lập luận của một hướng mình còn phải nắm, dù mình có ý tưởng nhưng mà mình vẫn phải nắm về cách lập luận, sắp xếp ý tưởng như thế nào đó để xoáy sâu vô một chiều nếu như mình muốn viết theo một chiều. Thì cái đó để mà tới những bài mà có một chiều đó thì sẽ chỉ các bạn lập luận, thậm chí là các bạn có thể quay lại bài này hay là các bạn là quay lại bài này là để viết một hướng thử luôn cũng được nhớ nha, quan trọng là lập luận thôi. Nói gì nói hai hướng vẫn dễ viết hơn nha các bạn. Rồi ý tưởng thì thầy hôm nay thì thầy chỉ giải ý tưởng cho các bạn, nắm ý tưởng để các bạn ráp cho bài ha. Và đương nhiên là thầy chỉ giải một số cái, tại nó nhiều lắm chứ không nói đâu. Thì quan trọng là các bạn thích cái nào các bạn đưa vô và các bạn ráp từ từ lại giống như trong bài thầy đã đưa ra ha. Rồi ở đây thì thầy có cho một số lý do và ví dụ kèm theo. À, kèm theo một số lý do và ví dụ kèm theo ha. Ở body one thì là thầy đi theo hướng là đồng ý với việc là tiếp tục làm việc, người lớn tuổi nên tiếp tục làm việc, và lý do và ví dụ chứng minh cho điều đó. Thứ nhất đó là tâm trí luôn, mental engagement là tâm trí luôn hoạt động hay là tâm trí luôn tích cực ha. Mấy cái từ vựng mà in đậm kiểu này là từ vựng chuyên của ý tưởng luôn đó các bạn, các bạn có thể xài vô cho bài viết của mình luôn cũng được ha. Rồi bên trong đó, hoặc là các bạn nào biết xài được thì có thể đưa vô thử luôn nhé. Ừ, thầy vẫn sẽ viết riêng chắc cũng vài bài luôn, thầy sẽ ráp những ý tưởng theo kiểu chi tiết này. Cái này là thầy chỉ đi idea thôi nhé, thầy thậm chí thầy còn đang viết lại tự ráp mấy cái idea này vô thành một bài hoàn chỉnh khác nữa so với bài chính bên trên ha. Đó, thấy chưa các bạn? Rồi tận tụy hay là tâm trí luôn có sự tận tụy hay là tâm trí luôn tích cực ha. Cụ thể đó là làm việc tiếp thì giúp giữ cho cái tâm trí của người lao động dù lớn tuổi sẽ luôn tích cực hay các bạn, luôn luôn hăng hái nhiệt tình, thì từ đó nó lại giúp cho giảm nguy cơ. À, chính điều này, chính cái tâm mind active này á, thì nó sẽ giúp cho người lớn tuổi giảm được cái suy giảm về trí nhớ, suy giảm về nhận thức xung quanh, cognitive decline từ vựng chuyên nghe các bạn biết rồi. Thí dụ cái người lớn tuổi thì họ có nguy cơ là về các vấn đề của tuổi lớn, lớn tuổi các bạn chắc cũng có thể biết một chút, đó là về vấn đề là suy giảm trí nhớ hay là lẩm cẩm đó. À, suy giảm trí nhớ hoặc là có thể bị lẩm cẩm do cái tuổi lớn. Ừ. Thì cái việc mà cái đầu óc họ luôn có cái sự hoạt động tốt, luôn tích cực thì giúp cho cái nhận thức họ, cái trí nhớ họ tốt nè. Cái thứ hai là cái nhận thức họ luôn ổn định, họ luôn tốt, không có bị tránh trường hợp là bị lẩm cẩm đó các bạn. Này chắc các bạn biết đúng không? À, suy giảm về nhận thức này do lớn tuổi nha các bạn. À, vậy là cái lý do đầu tiên ha. Ở đây thì có cái từ vựng rất là hay, đó là cognitive decline và mental engagement, sự tập trung về tâm trí, mental engagement. Nói nhiều các bạn muốn xài cái từ mental engagement vẫn được. À, mình vẫn có thể mental engagement.
À, giúp cho người lớn tuổi về vấn đề là có sự tập trung tốt về tâm trí, mentoring engagement. Thì thay vì ở đây các bạn ghi là help keep my active đúng không? Thì các bạn có thể ghi là help with help people with help someone with something đó. Help older people with mental engagement. Rồi cái dòng sau các bạn có thể viết thêm là giúp giảm thiểu hay là tránh cũng được. Đó. Reduce hay là avoid the risk of cognitive decline. À, các bạn thấy trên rất là rõ ha. Có ví dụ luôn. À, ví dụ chứng minh nè. Là một cái người kế toán nè, công việc cụ thể nè. Kế toán thì các bạn biết rồi đúng không? Có sự tính toán rất là nhiều. Thì người kế toán mà vẫn tiếp tục làm việc dù là part-time, dù là part-time cũng được, thì sẽ giữ cho cái tâm trí luôn mentally safe và luôn có trạng thái là trạng thái cao, sharp nè. Sharp là cái chữ này nhiều nghĩa lắm, à nó có nghĩa là nổi bật, là tích cực. Nếu mà mình hiểu theo mentally sharp thì nó sẽ tương đương với cái chữ là mind active bên trên, à cái tâm trí nó luôn hoạt động tốt ha. Sharp là sự tích cực, sự nổi bật về vấn đề tâm trí. An điểm tôi vẫn nghe các bạn. Cái này thì thầy sẽ không bình đẳng nhiều tại nó nhiều quá, thầy sẽ tinh nghiêng ha. Cái này chắc quên rồi, thầy sẽ tinh nghiêng ha các bạn. Đó, có đây sẵn luôn. Đó, các bạn có thể đưa ra công việc cũng được, không nhất thiết kế toán, ví dụ như các bạn nói giáo viên nè, giáo viên như thầy cũng được. Hay là rồi kiến trúc sư, kỹ sư đó, dù có thể họ làm part time. Ở đây người lớn tuổi thì có thể không nhất thiết phải làm nhiều đúng không, nhưng mà thầy nói không nhất thiết phải làm full time, giống người 9 tiếng một ngày giống như là người trẻ ha. Đó, mình có thể nhấn mạnh là làm dù làm một chút cũng giúp cho tâm trí họ luôn tích cực, mentally sharp. Từ này rất là hay nhé. Và họ vẫn giải quyết tốt về vấn đề tài chính, tại vì cái này là về accountant đó. Tâm trí họ tốt, họ luôn giải quyết được tốt về vấn đề tài chính, financial issue phức tạp ha. Nhất là các bạn biết rồi, người lớn tuổi có kinh nghiệm tốt đúng không, thậm chí là ý này các bạn kết hợp với cái kinh nghiệm nữa để các bạn có thể đưa ra được, để chứng minh được rõ vấn đề. Tại vì tâm trí, thứ nhất là họ kinh nghiệm rất tốt, thứ hai là cái việc mà họ làm liên tục thì giúp cho tâm trí họ hoạt động tốt, thì họ sẽ làm được những công việc khó, thậm chí là khó hơn cả những người trẻ rất là nhiều ha. Vậy thì cái lợi ích này nói về tâm trí luôn có sự tích cực, tâm trí luôn có sự tập trung, engagement. Rồi cái thứ hai nhé. Các bạn không cần biết gì đâu, bên đây nền học nâng cao cho nên là thầy sẽ cho các bạn học nhiều hơn nhé. Học nhiều hơn, học có thể là sẽ học lý thuyết, học mở rộng nhiều hơn, về các bạn cứ tự làm. Rồi financial stability, ổn định về tài chính. Thì một cái điều ai cũng biết, đó là không phải người lớn tuổi nào họ cũng có tài chính tốt, dù họ có thể làm việc nhiều năm. Cái này đa số luôn đó các bạn. Không phải người nào về lớn tuổi nghỉ hưu là họ đều có dư hết. Họ vẫn có thể là vẫn phải lao động để kiếm sống mà. Cho nên đây cũng là một cái lợi ích của việc làm lao động tiếp, là có được cái mặt ổn định về tài chính ha. Đó. Thì tiếp tục làm việc như vậy thì cung cấp về ổn định về tài chính. Từ này rất là hay nha các bạn. An toàn về tài chính như là ổn định tài chính đó. Nó đồng nghĩa với chữ financial stability. Đồng nghĩa luôn nha các bạn. Và đương nhiên là giúp cho những người này có được tiêu chuẩn sống tốt. Đúng rồi, phải có tiền thì mới nâng cao được cái đời sống của mình, chăm sóc sức khỏe này nọ, hưu trí, có tiền để đi du lịch. Thì nói chung là những trường hợp là không có cái khoản tài chính tốt đó, thì họ vẫn phải đi làm thôi.
nè, giáo viên nè, cũng cũng nghèo giống thầy, giáo viên nghỉ hưu, không chắc thầy nghèo hơn luôn á. Rồi những giáo viên nghỉ hưu mà dạy kèm cho học sinh nè, đó, cũng cũng là người lớn tuổi làm đó, cái này chắc chắn là ai cũng biết rồi đúng không? Thậm chí là các bạn học bên, nếu mà học mà càng chuyên sâu thì thường là lại cần giáo viên lớn tuổi hơn, mặc dù thầy chưa lớn tuổi mà thầy vẫn nghèo, cho nên là các bạn cứ ráng nha. Thì một giáo viên nghỉ hưu người mà dạy kèm học sinh thì có thể là gì, có được cái khoản tiền họ bổ sung cái tiền hưu của họ, nghĩa là bên cạnh tiền hưu thì họ vẫn có cái khoản tiền thêm ha. Và từ đó là có được một cái đời sống thoải mái hơn. Rồi. Ok ha các bạn, rất là rõ ha. Rồi tiếp. Thầy cũng sẽ lựa các ý nào dễ cho các bạn nắm trước nha. A sense of purpose, cảm nhận được mục tiêu hay là cuộc đời có ý nghĩa đó các bạn. Là làm việc ở đây thì mình sẽ luôn cảm nhận được cái thành tựu mình đạt được, cảm nhận được mục tiêu mình đang có. Thì các bạn ai cũng biết rồi, kể cả trẻ ai cũng làm việc là có mục tiêu hết, tại vì khi mà chỉ có không một, hầu như là chỉ có ngồi không, ngồi rảnh rỗi không biết mục tiêu gì hết thì cuộc đời nó tẻ nhạt đúng không? Thì chính cái việc đi làm nó giúp vững cho mình là có một cái mục tiêu, dù lớn tuổi cũng vậy, là vẫn có mục tiêu để đạt được. À, thậm chí là càng lớn tuổi là càng có mục tiêu phải cao hơn. Ừ, không biết hôm qua giờ cái modem của thầy nó bị lỗi gì rớt liên tục luôn. Để thầy coi, nếu mà trường hợp chút nữa giờ cứ làm thường, nếu mà cứ nó rớt nhiều quá chắc thầy thay đổi modem khác, biết nó bị cái gì.
Hôm qua học thấy bình thường, hôm nay nó bị từ hồi sáng giờ rớt liên tục. Tôi sẽ kiểm tra lại xem sao. Rồi cứ học đi, nếu mà trường hợp chút nữa rớt nữa thì mình về là bài thôi, chứ nó rớt liên tục để là coi một lần bị cái gì. Cái dánh nói mà ra cái đường internet á, biết là nó có bị trong cái mặt nó có bị gì. Nói chung là tháng này nhiều vấn đề quá. Hết cúp điện rồi đó, rồi đến chuột hư chạy hầm mà không biết ngọn cái à, máy tính nữa, cái em giật cái màn hình cắt cái dây reset hay sao đó. Đủ thứ luôn, làm việc liên tục mà. Rồi thầy đọc tiếp ha. Vậy thì là cái cảm nhận được cái mục đích sống thông qua quá trình làm việc ha. À, nhiều người lớn tuổi thì có được hay cảm nhận được cái mục đích của họ à, a sense of purpose à, rất là rõ nha. Và fulfillment là cảm thấy đầy đủ, nghĩa là đây là mình cảm thấy là mình đạt được thành tựu đó các bạn, a sense of fulfillment thông qua quá trình làm việc của họ. Nói chung là sống nhờ làm việc cho nên cuộc sống mình nó có mục đích để hướng tới hơn ha. Thì người lớn tuổi cũng vậy nè, có ví dụ luôn ha, là một cái người lớn tuổi, một cái người a volunteer coordinator, à một cái người hợp tác làm việc với bên một tổ chức phi lợi nhuận thì sẽ cảm thấy tích cực ha, bằng việc là có đóng góp cho xã hội đó các bạn. Chắc cái này các bạn hiểu đúng không? Thì chính cái làm việc mình có đóng góp, không nhất thiết là phải làm kinh doanh hay gì đó. Cái này thì nó về khía cạnh là làm việc công ích xã hội đó, thì chính cái làm việc cũng giúp cho họ là cảm thấy a sense of purpose and fulfillment, à, cảm thấy là mình có trách nhiệm và có mục đích cụ thể đối với xã à, trách nhiệm với xã hội và mục đích sống ha, cũng hay vậy rồi đó. Các bạn thích ý nào các bạn có thể đưa vô, ý nào mà cảm thấy nó nặng với lại quan trọng nhiều thì các bạn có thể giải thích nhiều một chút, viết lên khúc đầu, còn những cái ý mà nó nhẹ hơn á, thì các bạn có thể đưa xuống cuối cũng được nhé, trong một cái phần bài giống như bên cạnh đó vậy đó. Ở bên cạnh đó thì người lớn tuổi cảm thấy được mục đích của cuộc sống và cảm thấy có trách nhiệm đối với xã hội à, trong công việc của họ làm. Ví dụ như à, có ví dụ này đó, người mà làm trong tổ chức phi lợi nhuận Older Volunteer Coordinator đó, người tình nguyện thôi, làm đâu có lương đó à. Nhưng mà các bạn ở đây thì tổ chức phi lợi nhuận có thể là công tác xã hội cũng được. Ở sắp tới là mình học về bài công tác xã hội đó à, cái đó là của người trẻ ha. Người trẻ nên dành thời gian làm công tác xã hội bên cạnh học chuyên môn hay không đó. Có nên hay không, rồi bạn đồng ý hay không, đó nó sẽ có cái đó. Thì bên đây người già cũng vậy à, là hợp tác à, cái từ vựng hay chứ, volunteer coordinator, người hợp tác tình nguyện đó trong tổ chức xã hội ha, thì họ cảm thấy feel rewarded à, cảm thấy tích cực. Bằng việc là có đóng góp ha, đóng góp đối với xã hội đó. Cái này thực ra cái này có thể ít nhỏ cũng được, cũng là lý do nhỏ ha. Rồi tiếp, social interaction. Thầy cho nhiều lắm, các bạn coi từ từ cũng được ha. Thầy giảng chừng vài ý là các bạn hiểu 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 ý rồi, các bạn có thể tự làm bên dưới cũng được. Cái này là chỉ có nước, thầy sẽ giảng từ từ, với lại qua những bài trùng đề đó, thầy sẽ quay lại bài này. Trùng chủ đề cũng được, thầy sẽ lấy ra và thầy sẽ giảng tiếp những cái ý mới bên dưới, các bạn tự ráp luôn ha. Đó là mình thực hành được rồi đó. Social interaction là tương tác xã hội. Cũng vậy, cái người lớn tuổi khi mà họ làm việc thì họ có cái sự tương tác xã hội chính xác. Bởi vì làm việc thì ai cũng biết là chủ yếu người trẻ là phần lớn đúng không? Nếu mà người già mà nghỉ hưu là chỉ nghỉ hưu thôi, ngày qua ngày thì họ bị cái gì? Họ cảm thấy cô độc và bị cô lập ha. Tại vì người lớn tuổi, à, người trẻ thì có công việc riêng, họ tràn đầy năng lượng làm việc rất là nhiều. Tuy nhiên bên cạnh đó thì người lớn tuổi họ bị à, có sẵn này các bạn, loneliness and isolation, bị cô lập đó, cảm thấy đó. Nhất là bị dưỡng lão đó các bạn, là chỉ có nghỉ hưu
sống vậy thôi á. Thì đương nhiên thì các bạn thử đi, bận nó sẽ coi vậy, chứ mà các bạn bận thì nó mệt thiệt, nhưng mà các bạn thử mà rảnh nhiều quá các bạn cũng cảm thấy giống như là vô vị vậy đó, thiệt mà. Dễ thấy nhất là hôm dịch chứ, hồi dịch Covid thì đúng là các bạn vẫn học học online đúng không, nhưng bên cạnh đó nhiều khi có những người không đi làm được, hoặc là mình bị cô lập thì mình không mình đợt Covid đó là cũng bị cô lập đó, mình cũng đâu có làm gì được khác ngoài ngoài cái giờ học tập học online đâu, ngoài học online là làm bài rồi thôi, rồi các bạn cũng rảnh, các bạn cũng trống, thành ra là nhất là ai đi làm mà không lại đi làm được luôn. Chỉ khi các bạn có đi làm thêm thì cái việc mà các bạn rảnh quá thì bắt đầu là nó sẽ rơi vào tình trạng này, không gặp ai là nó bị vô cái này. À, các bạn hiểu ha. Vậy thì cái chính cái nơi làm việc là có mang đến những cơ hội về xã hội, mấy từ này hay nè các bạn học luôn á. Đây là về mức độ trung bình thôi, nhưng mà nói chứ nó cũng có những cái nâng cao hay á, thực tế cho bài thi luôn á. Nó sẽ giúp cho mình tránh được cái gì, loneliness and isolation, social interaction, loneliness and isolation. Đó, social isolation là bị cô lập xã hội đó. Thì là một cái người, đây là một công việc là người gì, an elderly receptionist, tiếp tân mà lớn tuổi đó ha, thì là thích tương tác với người đồng nghiệp và người khách. Này các bạn biết tiếp tân rồi đúng không, ở dịch vụ, những ngành dịch vụ, nói chung là hầu như ngành nào cũng có tiếp tân hết, là tiếp khách là sẽ luôn tiếp tân thì làm việc với trực tiếp với người đó, ví dụ chứng minh cụ thể luôn đó, công việc gì giúp cho họ tránh được cái vấn đề là isolation và loneliness đó. Đó chính là đó, các bạn thấy chưa, ví dụ mình thường thì ví dụ mình sẽ ví dụ cụ thể chi tiết ra, mình sẽ chi tiết ra cho cái ý của mình, cụ thể đây là công việc gì là giúp cho về khía cạnh gì, giải thích của giải thích bên trên, thì giải thích bên trên là nói về khía cạnh là tránh cái vấn đề về cô lập ha, thì đây là chính là công việc reception. À, là giúp cho tránh được cái cô lập bên trên, cụ thể đó là giúp cho mở rộng tương tác với đồng nghiệp và bạn bè này, với khách hàng này. Đó, giúp cho cái người làm việc là luôn socially active, thấy chưa các bạn? Tính từ với trạng từ đó. Là có cái mặt tích cực về vấn đề xã hội đó. Là có cái sự linh hoạt, sự năng động về vấn đề xã hội. Socially active, hoặc là thầy có nhiều từ để nói lắm, socially energized, energetic, nhiều lắm. Ok ha, rồi tiếp. Rồi thầy cũng giảng tới 7 giờ rưỡi là xong nghe các bạn, cho các bạn về làm từ từ thôi, nhiều quá các bạn rối lắm. Mỗi cái thầy lấy một chút ha. Giờ về các bạn có thể là lấy ý khác được, các bạn hiểu ý rồi có thể lấy ý khác cũng được. Bình thường là vẫn sẽ làm bài à. Nhưng mà thôi bài đầu thì thầy sẽ giảng thôi, các bạn về làm từ từ ha. Chứ đúng là vừa phải viết, thầy giảng xong các bạn phải viết ra cho thầy nữa. Tại vì ở đây nâng cao được học cho nâng cao thì vừa phải viết ra. Tại thầy giảng từng câu rồi các bạn cứ lấy câu đó các bạn viết lại. Thầy sẽ giảng vài câu rồi các bạn ráp lại thành một body. Và viết cho thầy một cái mở bài, một cái body thầy coi nó. Ở số body 2 thì giảng vậy cũng sẽ tự ráp lại đó, nâng cao là như vậy đó các bạn, là sẽ tự viết luôn dựa theo cái ý được gợi ý có sẵn, hoặc thậm chí là từ đó các bạn viết cái khác cũng được. Nhưng mà thôi hôm nay bài đầu thì mới hôm qua bài đầu cho để cho các bạn nắm ý về viết từ từ ha, các bạn ngồi viết chứ các bạn ngồi viết là còn bị hơi bị lâu đó, về cho các bạn suy nghĩ viết từ từ rồi thầy đọc tiếp ha. Như là còn thứ ba nữa, để học xong thứ ba nữa thì bắt đầu các bạn sẽ làm được một loạt bài kể cả trung bình lẫn nâng cao luôn, mình sẽ làm hết luôn. Rồi social experience sharing, chia sẻ về kinh nghiệm, thì cái này nó giống ý cũ của mình đó các bạn. Ý cũ của mình là cái gì, là cái người lớn tuổi, kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm rất là nhiều, từ đó là công ty dùng được đúng không, công ty cũng tuyển dụng dùng những vị trí cao để làm. Thì bên đây cũng vậy thôi, nhưng mà có cái nó khác một chút là có thể chia sẻ cho chính những người trẻ, có thể là họ họ làm vị trí cao luôn,
Thì trong quá trình đó là họ sẽ chia sẻ lại cho những người trẻ, và từ cái kiến thức đó giúp cho người trẻ tiếp nối. Thì đúng là các người trẻ mà muốn tốt thì vẫn phải học người đi trước nữa để nói tiếp, để phát triển, thì đó là chắc chắn, chứ không thể nào tự mình được, mình phải dựa, mình phải có từ cả người trước nữa. À, cho nên là một cái lợi thế lớn là đóng góp cho người trẻ nữa đó, để người trẻ phát triển sau này đó, phát triển cho xã hội luôn. Vậy là experience sharing cụ thể đó là người làm việc lớn tuổi có thể chia sẻ một cái kiến thức và kinh nghiệm rất lớn ha. À, quen ha các bạn, hôm qua học rồi nè. À, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm rất lớn cho cái người làm việc trẻ, cho người trẻ hơn nha. Rồi từ vựng thì đó là chia sẻ kinh nghiệm và knowledge, kiến thức ai cũng biết này, nói chung bài này cũng dễ. Thì một cái người kỹ sư nè, ở đây công việc cụ thể nè, một người kỹ sư nhất là về vấn đề chuyên môn cao, đúng không các bạn, hiểu đúng không, những ngành nghề mà có liên quan tới chuyên môn cao thì lại cần kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn, cần cái người trẻ cần được chia sẻ rất nhiều, và thậm chí là người lớn tuổi nên chia sẻ, tại vì về sau thì có thể mình không làm được nữa, nhưng mà kiến thức mình có quá nhiều đi, bây giờ không chia sẻ, không chỉ dạy lại rồi, rồi tự nhiên kiến thức đó để phí đúng không? À, mà tại vì cái người sẽ thực hành kiến thức đó là người trẻ. Ví dụ các bạn bây giờ đang học, mốt là sẽ làm việc, là sẽ ngoài giáo viên thì giáo viên là học tập rồi, còn đi làm thì kinh nghiệm là bên trên sẽ chia sẻ cho các bạn học tập nữa. Đó. Hay gọi là mentor, mentor. Giỏi. Mentor nói chung mọi người luôn, cấp trên để học hướng dẫn cho các bạn chứ. Rồi vậy là ví dụ ha, đó là cái này cụ thể là ngành nghề gì, kiến kỹ sư lớn tuổi, a senior engineering. Nãy giờ các bạn học cũng nhiều từ vựng rồi đó, older, on ages, on aging, on age, elderly, lớn tuổi đó, senior engineer nè, hướng dẫn những người đồng nghiệp trẻ hơn nè, để đảm bảo rằng là chuyển giao, à các bạn thấy chưa, trade transfer, những cái kỹ năng kỹ thuật, những cái kỹ năng kỹ thuật cũng là kỹ năng chuyên môn đó, rất là đáng giá, chính xác. Cái này thầy nói rồi, bài hôm hôm qua có nói là về cái thời lượng, à, về về cái khoảng thời gian rất là hàng chục năm, rất là lâu họ xây dựng nên những kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn, và transfer a valuable a technical skill cho người trẻ ha. Đó, thậm chí là câu này các bạn có thể nói tiếp ra bằng một cái lý do nhỏ, đó là đây là những họ có được là nhờ hàng chục năm làm việc, quen không, bài cũ của mình đó, bài bên trên chứ, các bạn đưa xuống được đó, thấy chưa. Đó, các bạn thấy tác dụng của cách thầy dạy chưa, là từ một cái này các bạn xài được cái khác, bổ sung được cái khác luôn rồi đó, vừa có bài chính vừa có bài mở rộng, vừa các bạn rồi bước tiếp theo các bạn tự làm thử luôn nhé. Rồi thầy giảng thêm một cái này nữa, rồi bắt đầu mình sẽ xuống cái body 2 bên dưới, là ý tưởng của body 2 nhé, cái làm đợi chút. Rồi thầy nói tiếp ha. Economic contribution là đóng góp về kinh tế. Rồi cái này thì rất là trùng đề với bài này. Rồi để thầy giảng cái này đi, thầy qua cái đề trùng này ha. Các bạn thấy chưa, học càng về sau càng rất là thú vị. Các bạn tự làm được đó, là thầy gửi cho các bạn làm luôn đó. Rồi ý này đi ha, xong thầy nói cái phần trùng này rất là hay nè. Đóng góp về kinh tế thì các bạn biết rồi, là khi mà cái người lớn tuổi thay vì nghỉ hưu là nhà nước phải trả lương hưu đúng không, thì họ làm tiếp
Thứ nhất là nhà nước sẽ bớt được gánh nặng thuế, tại tiền phải trả hưu mà. Cái thứ hai là tiếp tục làm việc, thậm chí là làm những công việc lớn luôn, công việc cao luôn, tại vì kinh nghiệm về chuyên môn mình. Chính cái đó mang lại đóng góp kinh tế cho đất nước. À, chính xác ha, em đóng góp thêm tiền và thậm chí làm những vị trí cao như là giám đốc lớn hay tổng giám đốc để giao dịch với nước ngoài và mang về nguồn lợi kinh tế lớn cho địa phương, cho nhà nước. Nè, những người làm việc cái chữ worker là nói chung luôn nghe, là workers nói chung luôn các vị trí luôn đó. À, chừng nào mình phân ra là công nhân tay chân giống như hôm qua thì nó sẽ khác chút, hay là người lao động rồi đóng góp cho kinh tế thông qua chính cái thu nhập của họ. À, các bạn biết không, họ thu nhập họ mang lại cho đất nước, cho lại cho địa phương thôi. Và spending là chi trả, các bạn biết là cái gì không, chính là cái tiền mà mình mua sản phẩm đó. Là khi mà mình có tiền thì mình lấy tiền đó mình ra mua sản phẩm, chính là mình vẫn đóng góp kinh tế đó các bạn. À, bên cạnh cái đóng thuế đúng không, là mình có tiền đó mình mua sản phẩm dịch vụ là đang đóng góp cho đất nước rồi đó. Thấy chưa các bạn? Thì chính qua cái thu nhập họ làm tiếp thì họ có thu nhập thì họ mới chi tiền qua thuế với lại đóng góp cho đất nước nữa ha. Rồi vậy là có đóng góp về kinh tế thì vẫn hay nè. Một cái người luật sư nghỉ hưu thì vẫn làm theo cái dạng là tư vấn. À, có nghĩa là người luật, cái này là công việc luật sư. Cái người luật sư nghỉ hưu thì họ không có ra trực tiếp, không có họ họ không có ra trực tiếp tố tụng hay là tranh tụng bên ngoài luật nữa, họ sẽ tư vấn thôi. Nhưng mà chính cái việc tư vấn này thì đương nhiên tư vấn vẫn thu tiền mà, thì đóng góp được kinh tế bằng việc, rồi họ có tiền đúng không, bằng việc chi tiền cho dịch vụ này và sản phẩm này. Các bạn lấy người khác vẫn được nhé, giáo viên cũng được, kỹ sư cũng được này. Thì chính cái ý này là gì đây, về khía cạnh là đóng góp kinh tế, nó có cái hay bên bài này. Cái bài này hôm qua thì có nói là cái tuổi thọ ngày càng gia tăng đúng không, thì nó sẽ ảnh hưởng lên xã hội đó. Và ảnh hưởng gì và nó hỏi giải pháp gì đó, giải pháp gì để giảm bớt được ảnh hưởng xã hội. Thì các bạn biết sơ rồi đúng không, đó là cái người lớn tuổi thì tốn tiền nè, là nhận tiền thu là nhà nước tốn tiền nè, đó là phải trả thuế, lấy tiền thuế để trả lương hưu cho người lớn tuổi nè, nó gây gánh nặng thuế hơn cho người trẻ này, tại người người trẻ phải đóng thuế nhiều hơn nữa để nuôi người già đó. Rồi chưa tính tới việc là những chăm sóc y tế này nọ phải lấy từ lao động trẻ chứ đâu. Thì có một cái giải pháp đó là người lao động tiếp tục đúng không, là tăng tuổi nghỉ hưu. Hôm qua thầy nói cái vụ này nè, à, tăng tuổi nghỉ hưu rồi có nói lý do tại sao là tăng tuổi đúng không, là đủ khỏe để tiếp tục lao động nè. Rồi và chính cái ý này nó cũng là một cái đóng góp cho bên ý tưởng này, đó là về vấn đề giải pháp đó. À, chính cái việc lao động tiếp này nó sẽ họ thì kiếm cái người lớn tuổi này là đóng góp cho kinh tế luôn nè. À, từ đó là nhà nước sẽ đỡ gánh nặng về thuế và có thêm nguồn thu nhập từ chính những người lớn tuổi. Thấy chưa các bạn, đỡ gánh nặng xã hội đó. Để mình có thể nói rộng thêm cái vấn đề đó. Thấy chưa? Thầy nói thầy viết là mấy bài cho các bạn viết đã luôn. Ý tưởng thôi các bạn, nhưng mà thầy viết gọn mà các bạn tự có thể dùng lại luôn rồi đổi từ vựng cũng được. À, đổi cách viết hay là đổi từ vựng cũng được, giống như thầy hướng dẫn nha. Nó tự nhiên sai được cho bài này luôn. Cho nên bài này sắp tới dù thầy giảng cái bài chính nhưng mà thầy sẽ nhắc lại, thậm chí các bạn cũng nhớ luôn những cái ý mà mình có học mở rộng, là các bạn sẽ viết được cho cái bài này luôn ha. Thấy chưa? Xài tới một ít khi mà cái ý tưởng nào đó các bạn học và viết tới viết lui nhiều, bao gồm bài cũ với những cái đề trùng mà các bạn xài lại nhiều đó. À, kết hợp với hướng dẫn của thầy nữa thì các bạn cứng không, cứng luôn á, tại vì mình làm thực tế mà kiến thức mình vận dụng ra mà, hoàn toàn là những ý tưởng thầy viết theo kiểu chủ động hay bị động, đơn giản thôi. Thế chứ các bạn, rồi các bạn có thể tự đổi thành kiểu cái ngữ pháp riêng của mình. Giờ một cái này nữa đi ha, là mình sẽ qua bên dưới. Nhiều vậy chứ thầy sẽ không không có dồn, không bắt các bạn học dồn đâu, mà mình sẽ mở, mình sẽ kéo rộng ra, mình sẽ cho trùng đề, mình vừa học mình vừa xài mà. Rồi cái ý tiếp theo ở đây thì thật ra là nó trùng lại với cái bài cũ đó các bạn hôm qua luôn, đó là sử dụng kỹ năng.
Rồi thầy đọc cái này luôn là các bạn biết nó giống cái gì rồi. Thì nhiều cá nhân lớn tuổi là có kỹ năng chuyên môn cao à. Thấy chưa? Là rất là có đáng giá ha đối với đáng giá đối với ngành chuyên môn của họ biết ở đâu rồi đúng không? Cái này là trúng đề đó, cái này trùng với ý tưởng qua thôi đó. Hình như nãy có nói luôn rồi. Đó là người lớn tuổi có chuyên môn cao, kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn cao thì họ đây là tài sản đáng quý cho chính cái công ty họ làm việc. Nhớ hay là bài học của mình ra mới học qua luôn. Đó, nói chung thì giảng nhiều lắm, quan trọng là các bạn nhớ nộp bài nha, làm bài rồi nộp từ từ cũng được nha các bạn nha, viết một câu viết tới viết lui cho nhiều vô rồi sau đó các bạn viết một bài hoàn chỉnh nộp cũng được đó nè. Nhưng mà nhớ nộp để thầy kiểm lại ý ý chính trong đây hoặc là ý mở rộng cũng được nè. Có nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn nè, những tài sản đáng quý của họ đó để họ đóng góp cho công ty của họ hay là cho công ty bất kỳ nào họ làm việc. Thì quá hay ha. Hình như cái này là thầy không có nói về cái vấn đề công ty, không có ghi công ty, các bạn tự đưa vô được nha. Vị trí tốt nè, như thầy nói là mặc dù sức khỏe họ giảm nhưng mà họ vị trí tốt và họ đóng góp được cho công ty đó, các bạn ghi thêm luôn, đặc biệt là những vị trí cao đấy, các bạn lấy cái này vô nhét vô cái bài của mình nè. Trong vị trí tốt so với người lớn tuổi và không ở đây chứ, điều này là bởi vì họ có được những tài sản này, tài sản kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn đó thông qua nhiều năm, và tài sản này là gì nè, thấy chưa, các bạn lấy cái này vô cắt một phần vô đây cũng được nè. Và những tài sản này, tài sản này chính là cái tài sản này là cái gì, là special one skill nè, cũng là specialist knowledge đấy chứ, y chang giống nhau đó các bạn, kỹ năng chuyên môn và kiến thức chuyên môn đó. Rồi các bạn chỉ cần nhấn thêm cái này nữa, rất đáng quý cho công ty mà họ làm. Rồi thậm chí có ví dụ riêng luôn, thấy chưa các bạn, bên bài này của mình thầy chưa có ghi ví dụ đó các bạn nhét thêm cái ví dụ này trước cái này, câu này câu chốt lại thôi ha, đó các bạn nhét thêm cái ví dụ ở đây đúng không, tài sản đáng quý hàng chục năm làm việc đóng góp rất là lớn cho công ty họ làm, họ cho cái chỗ họ làm, ví dụ như ngành nghề gì đấy, bác sĩ luôn, dù họ nghỉ hưu đúng không, một bác sĩ nghỉ hưu thì vẫn làm việc part time này, mang lại những cái chuyên môn về y tế rất cần thiết cho những phòng khám quan trọng nè. Có thể là họ không có làm việc chính là bệnh viện nữa nhưng mà họ vẫn khám part time tại những cái phòng khám quan trọng, trung tâm y tế cũng được vậy, nhà nước nhiều mà, thì họ sẽ đóng góp cái chuyên môn này, thấy chưa các bạn. Thậm chí là các bạn dựa theo ví dụ này các bạn viết sang cái gì đó viết viết một ngành nghề khác cũng được, kỹ sư máy móc, kỹ sư công nghệ, giáo viên, đủ thứ hết, giáo viên trường học thôi vẫn được vậy. Rồi ok ha, còn nữa đó mà thầy chưa kịp hết á, thậm chí là cái phần phản biện này là nếu không có những người lao động lớn tuổi này thì hậu quả gì cho xã hội thế này, mất chuyên môn nè, tăng về tỷ lệ phụ thuộc này, nghĩa là cái vụ mà người già mà nhà nước phải trả lương hưu cho người lớn tuổi đó, thì cái là tăng cái tỷ lệ mà phụ thuộc đó, phụ thuộc mà có nghĩa là nhà nước phải nuôi đó, thì cái này mốt mình xài được cho cái bài bên kia này đó, thấy chưa, ý này là mốt xài được đó. Người già không làm nữa thì nhà nước phải nuôi nè, tăng cái tỷ lệ về phụ thuộc này, thấy chưa. Rồi cái này nó phải muốn thể xài được bài kia luôn, chỉ mấy cái tiết mình nó chơi quá trời luôn này. Thậm chí là có những cái ý nó giống nhau nè các bạn nhưng mà đổi từ vựng nè đó. Vô tình các bạn học được thêm từ vựng đó một ít thì nhét nhét vô mà nhét vô nè, kỹ năng này duy trì kỹ năng cao này cũng là liên quan tới vấn đề chuyên môn này đúng không đó. Rồi gì hòa nhập xã hội nè, giống như social engagement bên trên nè, mới học luôn, ổn định về kinh tế nè, cái này giống nè, nhưng mà từ vựng khác nha, đó các bạn.
vô tình là trùng ý các bạn học được tư vấn luôn. Hóa nữa này, trời. À cái chương trình văn hóa này hay nè. Các bạn biết gì không? Là những cái người mà lớn tuổi thì thường là nhất là những ngành nghề thủ công đúng không? Những ngành nghề thủ công thì chỉ có hầu như là ở bây giờ thì thay đổi nhiều. Thì cái thời đại trước là những ngành nghề thủ công truyền thống là hầu như chỉ có những người thế hệ trước, những người lớn tuổi họ mới mới giữ được cái nghề đó thôi. Và chính những người đó là người giữ gìn về văn hóa đó. Chính xác luôn ha, cái này các bạn đưa vô ý chính luôn á, đưa vô cái giải thích chính luôn á, thậm chí là đưa vô main idea chính luôn, là mình sẽ chứng minh tại sao người lớn tuổi nên làm việc tiếp, thì mình sẽ đưa ra khía cạnh văn hóa đó, thấy chưa? Này, người lớn tuổi có thể giúp là giữ gìn văn hóa này, giá trị của nơi làm này, làm thủ công này nọ đó, đảm bảo truyền thống và văn hóa là được truyền sang cái thế hệ trẻ hơn này. Ok. Body 2 nè. Body 2 là nói về lý do và ví dụ chứng minh cho việc là người lớn tuổi không nên tiếp tục lao động. Ở đây. À, đợi xíu nha.
Thì thầy đọc tiếp nhanh nãy thầy xuống thì uống nước. Hay ha, ý tưởng tốt, ý tưởng đã ha. Cái này chỉ là, nhưng mà như đây các bạn dư thi rồi. Chưa tính mấy cái phần mình nâng chuyên ở dưới nữa đó. Rồi lý do về ví dụ tại sao là người lớn tuổi không nên tiếp tục làm. Một vấn đề đầu tiên ai cũng biết. Nãy giờ thầy nói rằng các hình như cái này ai cũng biết luôn đúng không? Cái nào cũng biết. Và các bạn có thể cũng nhớ tới. À đó chính là gì? Vấn đề sức khỏe. Vấn đề sức khỏe thì hình như cái này bên bài cũ của mình có. Mình có chứng minh là với những ngành nghề mình chứng minh theo công việc cụ thể đúng không? Là đối với những ngành nghề nè. À, đó những ngành nghề là liên quan tới vấn đề sức ảnh hưởng tới vấn đề sức khỏe rất là lớn nè. Ví dụ như mệt mỏi làm việc, mệt mỏi khi mà làm việc quá dài hay là những công việc quá nặng. À, thấy chưa? Chính xác rồi ha. Thì đây cũng vậy thôi. Cái này thì hình như là nói chung chung với thầy coi. À, cái này đúng luôn ha. Cái này là vừa, nhưng mà cái này thì có giải thích với, có giải thích cụ thể vấn đề sức khỏe luôn nè các bạn. Vấn đề sức khỏe gì luôn nè. Thay vì ở đây mình chỉ nói đó là gặp sự mệt mỏi rồi vấn đề sức khỏe, nhưng bên đây là có đụng tới rối loạn về nhận thức nè. Rồi bệnh xương khớp này, hình như ở đây chưa ghi bệnh xương khớp đó. Mình bên đây thì nó sẽ mình có thể mở rộng cái ý để chứng minh rõ cho họ thấy cái câu giải thích của mình đó là về vấn đề sức khỏe gì luôn. Về vấn đề sức khỏe gì các bạn nhiều lắm, thì mình sẽ chứng minh ra những triệu chứng gì mà có thể ảnh hưởng tới người già không làm việc tiếp được. Xương khớp, tim mạch, thần kinh, đủ hết đúng không các bạn? Đây thầy đọc đây ha. Khi mà người lớn tuổi, con người lớn tuổi luôn thì sẽ đối mặt với các vấn đề sức khỏe mà nó ảnh hưởng lên, nó làm cho mình công việc khó hay thậm chí là nguy hiểm, làm cho việc tiếp tục lao động trở nên khó khăn và nguy hiểm. Nó có nhiều cách nói, các bạn có thể nói là họ có thể gặp nguy hiểm, một khó khăn nè, triệu chứng rối loạn nè, rối loạn về thần kinh á, nhận thức đó các bạn, rồi suy giảm về sự suy giảm về tính linh hoạt nè, cơ xương khớp đó, linh hoạt này là tay chân chậm chạp đó các bạn, và thậm chí là nhu cầu về medical care reporting là thường xuyên là cần về vấn đề chăm sóc y tế nè. Đó. Giống như làm xíu là bệnh rồi, là nó sẽ ảnh hưởng lên cái khả năng làm việc hiệu quả của người lớn tuổi. Thấy chưa các bạn? Vấn đề sức khỏe ví dụ như là rối loạn nhận thức, suy giảm về tính linh hoạt nè, rồi phải chăm sóc y tế thường xuyên, theo dõi nè, huyết áp, đúng rồi, bệnh huyết áp này nọ. Từ vựng hay không nhé? Mobility nè, medical care, a chronic condition. Đó. Đây chứng minh luôn, công nhân nhà máy hôm qua thầy nói nè, đó, một người công nhân nhà máy là vấn đề gì? Xương khớp nè. Chứng minh bằng bệnh luôn nè. À, có thể gặp, có thể là dễ dàng ngày càng bị đau đớn đó khi mà thực hiện những công việc vật lý nữa. Từ đó đương nhiên là giảm hiệu suất và nguy cơ chấn thương cao hơn. Bên hình như bên bài mình chưa có nói vấn đề này, thế nên các bạn mình các bạn có thể viết lại vấn đề bệnh này, các bạn có thể viết lại cái giải thích và đưa ra ví dụ chứng minh luôn này. Thấy chưa? Công nhân nhà máy bệnh xương khớp nè, từ vựng hay không? Và thậm chí là mấy cái ý tưởng mà vấn đề về thần kinh và xương khớp là có liên quan tới cái bài mà trò chơi điện tử, tác hại của trò chơi điện tử đối với giới trẻ luôn đó thôi. Các bạn biết là điện tử mà ngồi lâu thì sao? À, bị bệnh mắt nè, thần kinh nè, rồi tim mạch có luôn, cơ xương khớp béo phì đó, thấy chưa? Tiểu đường nè, mấy bệnh người già mà người trẻ gặp phải khi mà chơi điện tử nhiều quá nè, liên tục á. Đó các bạn xài được cái vấn đề này luôn nhé. Rồi giảm hiệu suất và nguy cơ chấn thương cao này. Điện tử cũng vậy, mệt mỏi thiếu ngủ là nó giảm hiệu suất học tập và có thể là những người lao động là có gặp nguy cơ về chấn thương cao hơn người bình thường này.
Rồi cái này thì hình như cái này thì các bạn có thể làm ý phụ được này. Đó là gì? Đó là cái thời gian dành cho gia đình và nghỉ dưỡng. À, thì đọc cái này ha, cái này thì chắc các bạn biết đúng không? Là nhiều người lớn tuổi thì là mong muốn nghỉ hưu để tận hưởng thời gian về sau của họ dành cho gia đình và theo đuổi cái đam mê riêng của mình. Là pursues personal interests and hobbies. Cho nên á, là làm việc ngoài cái tuổi nghỉ hưu, từ này hay ha các bạn. Làm việc bên ngoài tuổi nghỉ hưu nghĩa là làm việc hơn tuổi nghỉ hưu đó. À, là làm mất đi cái cơ hội và mất đi cơ hội để dành thời gian cho gia đình và làm mất đi luôn cái sự cuộc sống thỏa mãn, cuộc sống hạnh phúc. Chính xác ha, cái này người trẻ cũng bị luôn mà. Đây, một cái người banker công việc cụ thể nè, là cái nhân viên làm ngân hàng mà lớn thì đương nhiên các bạn biết làm bên ngân hàng thì làm liên tục luôn, áp lực lắm, mà vẫn tiếp tục làm việc thì sẽ mất đi những cái chuyến nghỉ dưỡng với con cháu nè, dù làm giám đốc ngân hàng luôn, à, dù làm giám đốc chi nhánh này nọ, à, hay là mất đi cái cơ hội mình làm những cái sở thích của mình, ví dụ trồng vườn hay vẽ. Cái này các bạn có thể đưa ra ví dụ, các bạn giữ được ý này đổi công việc vẫn được nè, để mình chứng minh cho thời gian gia đình và nghỉ hưu nghỉ ngơi rất là quan trọng mà người lớn tuổi cần có, này thậm chí người trẻ cũng không có luôn á. Mà đổi công việc khác được nha, từ ý này hay nè. Đó, các bạn mà coi ý thầy viết mình cả đống luôn, thầy còn thậm chí bổ sung hoài luôn, là các bạn học sướng luôn, nhưng mà đương nhiên là phải viết ra nghe, phải làm được một bài của mình. Các bạn đừng lo về vấn đề ngữ pháp từ vựng gì hết, cứ viết theo năng lực của mình, thậm chí là thầy có ghi hết rồi. À, các bạn cứ viết thêm theo năng lực của mình và có thể chỉnh mà. Rồi tiếp theo đó chính là chuyển đổi công việc lực lượng lao động cho theo thế hệ, mấy từ này hay không ha, generational workforce là chuyển đổi lực lượng lao động theo thế hệ, nghĩa là người lớn tuổi phải phải nghỉ để dành cái vị trí làm việc cho người trẻ năng suất cao hơn. Cái này các bạn ai cũng biết đúng không, vấn đề lao động đó, cho phép người lớn tuổi nghỉ hưu thì chính là tạo ra cái cơ hội việc làm cho người trẻ đó các bạn. À, thấy chưa? Thì từ đó sẽ giảm được vấn đề về thất nghiệp, tại người trẻ mà muốn học ra thì cần việc làm, giảm được vấn đề thất nghiệp đã vậy sao, mang lại những cái khía cạnh mới và những kỹ năng mới vô trong lực lượng lao động. Cái này các bạn biết đúng không, thì người trẻ là sẽ có những sự đổi mới. À, người trẻ sẽ có những sự đổi mới so với người lớn tuổi, thì cái này những sự đổi mới thì thường là nghiêng về người trẻ và chính họ là mang đến cho cái lực lượng cho cái công việc luôn, à, đổi mới sáng tạo cho công việc đó. À, các bạn hiểu rồi ha. Thì chính cái sự chuyển đổi theo thế hệ này thì rất cần thiết để phát triển kinh tế chắc chắn nha các bạn. Tre già măng mọc mà. Ừ, mấy từ này hay không, các bạn học từ vựng vô nha. Cách học hiệu quả từ vựng nhất vẫn là viết bài đó. Để mang đến sự phát triển kinh tế và yếu tố sáng tạo nè. Rồi ví dụ chứng minh luôn là chính là những người quản lý, cái này là mới người quản lý, các bạn đưa công việc khác vẫn được nha, ví dụ IT bên máy tính này nọ, công việc nào cần sáng tạo nhiều đó. À, là những người quản lý thì nghỉ hưu hay stepping down, mấy từ này hay không, à, thay vì mà các bạn xài chữ retire, step down, bước xuống đó, mình gọi xuống chức thì có nghĩa là nghỉ hưu đó, thì sẽ tạo ra cơ hội cho chính những người trẻ là thăng tiến này, chính xác hay các bạn, và mang lại những ý tưởng mới và năng lượng tích cực cho công ty này. Đó. Hoặc là ngành nghề luôn, kể cả ngành nghề, ví dụ những ngành nghề cần sáng tạo như là công nghệ thông tin.
hay là những các công việc khác mà các bạn biết đó. Này còn nữa những để lại coi xem. Nhiều lắm. Rồi để thầy giảng chắc hai ba ý nữa thì xong thôi các bạn. Để thầy kiếm cái ý mà phổ biến nhất cho các bạn. Rồi đây. Mệt mỏi về tinh thần nè. Cái này là thầy ý là thầy tắt thầy nhóm đoạn nó thành ra thầy gạch. Thầy gạch ra ha. Nhưng mà các bạn cứ quan trọng là mấy cái gạch đầu dòng màu đen là được nha. Thầy còn chỉnh nó chưa gì hết đó. Thì đây suy giảm về cái gì? Mệt mỏi về tinh thần đó. Làm việc nhiều quá không hợp chứ phải đến lúc nghỉ ngơi nhé. Từ vựng hay không ha. Mental exhaustion. Thay vì mình ghi là tired. Thì chính công việc quá lâu thì dẫn đến mệt mỏi về tinh thần. Và mental fatigue. Này hình như bên bài cũ mình có nè. Burnout là bây giờ là hết năng lượng đó. Là hết dư nhiệt huyết á. Thì những người làm việc lâu năm thì sẽ bị giảm về động lực và nhận thức nè. Cái này thì các bạn biết rồi đúng không? Mặc dù là ở bên hình như là hồi nãy có một cái lợi thế của việc làm tiếp đó là tránh cái tình trạng là giảm về nhận thức. Nhưng mà hình như là chỉ công việc nhẹ thôi nhé, chứ công việc nặng thì làm nhiều quá là bị giảm đó. À, giảm về động lực và nhận thức nè. Từ đó chắc chắn là ảnh hưởng đến hiệu suất công việc. Đúng rồi các bạn, không còn động lực làm tốt và nhận thức cũng cao nữa là công việc bị suy giảm và sự tận hưởng nói chung, thì nói chung là giảm hiệu suất và cái hiệu quả của công ty ha. Nè, một cái này giáo viên nè. Một giáo viên lớn tuổi thì bị suy giảm về tinh thần, cái này thì tràn từ và động tính từ. Cố gắng duy trì cái mức độ rất là khó trong việc cố gắng duy trì cái mức độ tích cực. Và nhiệt huyết hay trong lớp học. Khó để duy trì có nghĩa là họ không thể, các bạn muốn ghi chữ không thể cũng được. À, có thể là không thể, các bạn biết những giáo viên lớn tuổi thì đúng họ giảng hay nhưng mà cái nhiệt huyết với lại cái linh động họ bị giảm rồi. À, cho nên sẽ ảnh hưởng lên chất lượng của giáo dục luôn, chính xác hay các bạn. Chậm quá hay là sự linh hoạt không có nữa. Rồi, để xem coi xem còn cái gì. Nhưng mà các bạn đổi công việc khác được nhé. Rồi ý này cũng hay nè. Này, cái này cho chắc thầy giảng nhanh xong cho các bạn về nghỉ ngơi làm việc được ha, tự biết được ha. Nè, khối lượng công việc mất công bằng. Cái này chắc các bạn hiểu đúng không? Nghĩa là người lớn tuổi thì đương nhiên phải giảm việc cho họ rồi và phải giao cho người trẻ mà nhiều khi là thu nhập người già có khi cao hơn do thâm niên. Trong khi người trẻ thì có thể thấp hơn nhưng mà công việc người trẻ lại nhiều hơn đó, mất cân bằng về khối lượng. À, làm mất đi cái sự kết nối của nhân viên với nhau nữa. Nè, tại vì mơ mất công bằng mà. Nên người lớn tuổi thì có thể là đưa cái công việc ít yêu cầu sức lực hơn. Demanding task là những công việc khó, những công việc mà đòi sức lực nhiều. Bởi do tuổi ha. Từ đó là sao? Dẫn đến cái vấn đề gì? Dẫn đến là sự mất cân bằng. Mất cân bằng, mất công bằng luôn trong môi trường việc làm này. Ai cũng biết ha, và tạo ra cái sự phản đối nè. Tạo ra cái sự tranh cãi và giảm về mức mức tinh thần của nhân viên luôn, gọi là mất công bằng đó. Moral, moral cái tinh thần nè các bạn, tinh thần cho nhân viên luôn. Thấy chưa? Hay chứ? Morally nó là đồng nghĩa với chữ energy với là enthusiasm á, tinh thần đó các bạn. Nè, một cái người công nhân
lớn tuổi thì được phân cái nhiệm vụ nhẹ hơn, thì sẽ gây cho những người đồng nghiệp trẻ hơn là cảm thấy là những người trẻ đang bị gì overburden, là bị quá tải, giống như là bị giao cho công việc quá nhiều đó. Dẫn đến cái gì resentment, nó đồng nghĩa với chữ tension bên trên đó, sự bất bình đó, và đương nhiên là sẽ làm giảm luôn cái vấn đề làm việc nhóm với nhau. Ai cũng có ghen tị mà đúng không? Rồi mất cân mất cân bằng cũng đâu có nên đâu. Risk of injury thì cái này chắc cần biết đúng không? Nó liên quan tới sức khỏe hồi nãy đó. Là hồi nãy nhưng mà có học cái này rồi, đó là nguy cơ chấn thương thì chắc chắn rồi, cái này thì ai cũng biết rồi. Đó là cái người lớn tuổi thì thường là dễ đối mặt với tai nạn lao động. Cho anh được xin. Now, old workers are more susceptible, dễ đối mặt này, với chấn thương trong quá trình lao động, workplace injuries, từ hay chứ, hay là tai nạn lao động cũng được, workplace incidents cũng được, cái từ hay không em, susceptible là dễ dễ đối mặt này, cái chữ đối mặt cũng nhiều nghĩa lắm. Mấy cái từ này mốt để thầy còn cho một đống từ đồng nghĩa cho các bạn nữa. Opposed to rồi gì là face đối mặt luôn. Nè. Receptable, susceptible to nè. Workplace injuries. Bởi vì thể lực bị giảm, làm đâu nổi nữa đâu. Và cái thời gian phục hồi rất là thấp. Thấy chưa? Và đương nhiên dẫn đến là sao tai nạn thì dễ xảy ra, mà thể lực thì bị giảm thì không làm được việc gì hết rồi, đã vậy thời gian phục hồi quá lâu thì sao chi phí tốn kém nó nhiều, và thậm chí là sự tin cậy cho nhân viên luôn, hay sự tin cậy cho những người chủ lao động luôn, có nghĩa là mình không đảm bảo sức nữa sao lao động được, thì giảm đi sự tin cậy của người chủ luôn ha. Mấy từ hay không các bạn học cho thầy nhé. Physical capabilities, recovery times, liability, susceptible, workplace injuries. Nè, một cái công việc để chứng minh chính xác nhất cho cái trường hợp mà liên quan tới thể lực giảm ảnh hưởng tới công việc này, đó là công nhân công trường đó. Cái này các bạn chính xác luôn ha. Một cái người công nhân công trường là construction workers, là đối mặt nãy thầy nói nè, là nguy cơ bị té nè, hay là gây chấn thương nè, là thì dẫn đến là gì, tốn kém về phí bảo hiểm nè, insurance claims, gia tăng về vấn đề là trả bảo hiểm nè. Mà các bạn biết bảo hiểm trong lao động ai trả rồi đúng không? Là cái người chủ lao động đó. Thì cho nên là trước khi người ta nhận mình là người ta phải tính toán hết một cái mình có đảm bảo công việc cho họ hay không, hiệu suất mang lại như thế nào. Cụ thể là những cái công việc nặng nề kiểu này, công nhân xây dựng mà các bạn không đảm bảo được cái sức, đã không đảm bảo được sức lực mà còn dễ bị nguy cơ chấn thương cao, thì ai mà dám nhận? Tại vì cái người chủ họ phải trả rất là nhiều, ví dụ các bạn mang lại cho người chủ có một chút xíu, có mấy chục triệu đi một tháng đi, nhưng mà ví dụ như lao động mang lại cho họ mấy chục triệu, là người tự nhiên chấn thương phát là trả gần cả tỷ, sẽ ớn nhé, đó các bạn hiểu ha. Và chi phí đền bù nữa là đúng rồi, vừa bảo hiểm rồi còn phải đền bù, tại vì cái luật lao động nó vậy đó các bạn, nó đủ hết á, nó đảm bảo quyền lợi, mà đương nhiên là người chủ sẽ bị thiệt nhiều nhất, họ phải tính toán cái phần thiệt hơn chứ. Rồi vậy là tới đây đi ha, các bạn thấy bài nó hay kìa. Thầy chỉ mới gợi ý thôi, mà thầy mới đọc một chút xíu thôi mà thầy có thể hình dung được nguyên cái bài thì biết rồi đó. Thì như vô thi như vậy, các bạn ở nhà các bạn học kỹ rồi luyện tập nhiều thì cái kiến thức các bạn tăng, học học kỹ luyện tập nhiều kiến thức các bạn tăng rồi, đã vậy cái sự linh hoạt trong vấn đề dùng từ và ý tưởng thông qua những cái bài thầy cho thử sức và cộng với bộ ôn đó, nhất là vấn đề mà ôn tập cái thử sức canh giờ đó, cho các bạn luyện tập về phản xạ ý tưởng để là mình sẽ nhanh viết câu nó nhanh hơn và viết ráp ý tưởng nó tốt hơn,
thì vô thi trong vòng 1 tiếng, thậm chí bài này là các bạn viết 40 phút thôi là các bạn có thể nhạy bén và làm nhanh được luôn. Từ cái lượng kiến thức có và cái khả năng là truy xuất ý tưởng nhạy bén mà truy xuất ý tưởng để mình viết bài nhanh đấy. Cho nên đó là cái bước mà học, cái bước học của thầy đưa là cái bước rất quan trọng để cho các bạn thành công trong bài thi đó, là mình có học một bài, học bài chính là để mở rộng kiến thức, phải ôn bài cũ để cứng kiến thức và thử sức qua những cái bài thử sức đúng không, để các bạn thực hành kiến thức thì các bạn mới có sự nhạy bén. Nó vừa giúp các bạn nhớ cứng, thì đó là mình đã ôn bài giúp cho mình nhớ cứng đã, về có sự nhạy bén để vô thì các bạn làm nhanh được. Để từ từ ha, còn nhiều lắm mà các bạn, nhưng mà các bạn có thể chủ động coi được rồi đó nè. Sự bất không có sự giao tiếp giữa thế hệ nè, giống như người lớn tuổi với người nhỏ tuổi này, khó có sự giao tiếp tương đồng nè, thấy chưa? Rồi vậy thôi, tới đây ha các bạn. Vậy thì bạn nào yếu thì thứ bảy chủ nhật ngày mai tiếp nha. Rồi vậy thôi, các bạn chào các bạn, xong ha.